ta vẫn giao dịch Bitcoin, một trong những nước là giao dịch, tại sao ta không đưa vào quản lý? Xin chào tất cả bạn Pioneer của Binance Quốc Nhân. Thì mấy hôm nay rằng trên mạng đồ, trên Facebook và trên các bài báo của Việt Nam của chúng ta đưa một số thông tin liên quan tới Bi nha các bạn. Thì đây nè, Thành sẽ đọc một số thông tin về bài báo này viết nè. Phòng chống rửa tiền BCRT tài trợ khủng bố què, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tài quyết định này. Chính phủ yêu cầu tài chính nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cấm hoặc là điều chỉnh với đối tiền tài sản ảo về các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo. Do đó tiền ảo hiện nay chưa có khung pháp lý quản lý về được hiểu gồm hai dạng nè, tiền kỹ thuật số và tiền được mã hóa từ những bí số không phụ thuộc hay bị điều khiển bởi bất kỳ ai, bất kỳ nhà nước nào trên thế giới được tạo ra bằng cách là đào và sử dụng các mật mã để lưu trữ giao dịch, sử dụng công nghệ blockchain để quản lý, ví dụ như Bitcoin, Binance Coin hoặc là BNB, Binetwork đó. Thì trong này bài báo này có nhắc đến là Binetwork đó nha các bạn, hoặc Ethereum, ETH và USDT. Thì đồng Binetwork của chúng ta hôm nay nó cũng xếp ngang hàng vào Bitcoin nè, hoặc là ETH hoặc là BNB rồi nha, nó nhắc ngang hàng với nhau đó. Tiền ảo tổ chức cá nhân tạo ra bằng thuật toán, không phải nhà hàng nhà nước tạo. Thì cái thông tin này thì nhà nước của chúng ta cũng muốn đưa vào cái cung là pháp lý. Thì Thành nghĩ thì sau Open Mainnet đó nha. Rồi Open Mainnet nó chỉ là một cái sự khởi đầu thôi nha các bạn, chứ không phải là kết thúc đâu. Không phải các bạn chờ Open Mainnet là cái sự kết thúc đâu. Nó là mới là cái sự khởi đầu để cho sự phát triển Bi. Sau khi Open Mainnet nó còn về dài nữa, 5, 10 năm, nó có thể là phát triển thành, có thể là thay đổi tiền tệ hoặc đi song song tiền tệ, nó sẽ được đưa vào khung pháp lý của một cái cấp phép của một quốc gia đó. Một cái đồng tiền mà chúng ta muốn lưu hành á thì nó cũng phải được cái cấp phép của quốc gia thông qua. Ví dụ như giờ Bitcoin chúng ta muốn giao dịch được ở Việt Nam thì Việt Nam của chúng ta hiện cũng đang cấp phép về cái đồng Bitcoin đó, cũng đã nhắc tới rất là nhiều, thì chúng ta mới được lưu hành, nói chung là nó đầy đủ của sự pháp luật nha các bạn. Là cái đời thực như thế nào thì đời ảo như thế. Ví dụ như tiền Bitcoin bây giờ trên giá trị trên thị trường thế giới là 3.000 tỷ rồi, mà chúng ta trên thực tế ta vẫn giao dịch Bitcoin, một trong những nước là giao dịch, tại sao ta không đưa vào quản lý?